Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Việt Nam choáng bất bình quanh vụ tố cáo Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ cưỡng hiếp. Nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo bị cưỡng hiếp, ý kiến bất bình thận trọng từ nhiều bên. Nhà thơ Dạ Thảo Phương đang sống ở Cyprus và là cựu phóng viên của Báo Văn Nghệ, trực thuộc Hội Nhà văn Việt Nam, vừa đăng thư ngỏ vào tối ngày 6 tháng 4 tố cáo trực diện Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ Lương Ngọc An về hành vi cưỡng hiếp từ năm 2000. Thư ngỏ trên Facebook được gửi đến Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Ban biên tập Báo Văn Nghệ. Sự kiện chính trong thư tố cáo diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2020. Theo nhà thơ Dạ Thảo Phương tố cáo, khi đó bà bị ông Lương Ngọc An cưỡng hiếp không thành và được nhiều người chứng kiến. Nói về lý do lại tố cáo vụ việc một lần nữa vào năm 2022 này, mặc dù đã có đơn năm 2000, bà Dạ Thảo Phương viết trong ngày 3 tháng 4 năm 2022. Gần đây tôi có theo dõi một số vụ nạn nhân bị xâm hại tình dục đứng ra tố cáo. Đọc những bình luận tiêu cực như làn mưa dao trút xuống họ và người dân, tôi bàng hoàng. Con quỷ là tệ nạn xâm hại tình dục đã cán vụn vỡ cuộc đời của cô gái trẻ là tôi 23 năm trước, đến giờ vẫn không ngừng săn đuổi các nạn nhân tiếp theo của nó. Xu hướng tấn công đổ lỗi cho nạn nhân của một bộ phận thiếu hiểu biết trong xã hội vẫn vô tình dung dưỡng cho con quỷ này, làm nó ngày càng trở nên hung hiểm. Thực trạng này cần phải thay đổi. Tôi không muốn có thêm bất cứ nạn nhân nào phải trải qua những nỗi thống khổ mà tôi từng trải. Trong vòng chưa tới 24 giờ, bài đăng trên Facebook cá nhân của Dạ Thảo Phương đã nhận được 35.000 lượt tương tác, hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ với các hashtag đứng bên Phương và ngưng đổ lỗi cho nạn nhân. Nói với báo Dân Việt, bà Dạ Thảo Phương cho hay, trước mắt tôi đã gửi qua đường email đến Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Ngay sau đó, anh Nguyễn Quang Thiều cũng đã gọi điện cho tôi và chia sẻ với tư cách cá nhân. Phản ứng của ông Lương Ngọc An. Tại Hà Nội, trang Infonet liên hệ với ông Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ông Thiều nhắn lại hội sẽ sớm có ý kiến. Cũng trả lời Infonet, ông Lương Ngọc An cho biết tôi không có ý kiến gì vì cũng chưa biết việc này sẽ đi đến đâu và làm như thế nào. Do đó cho nên tôi không có ý kiến gì cả, ông Lương Ngọc An nói. Ông An nói thêm, theo quan điểm cá nhân thì những lời viết này không phải đúng hoàn toàn đâu. Nhưng như thế nào thì chưa nói vội, theo Infonet. Ý kiến một luật sư. Ngày 7 tháng 4, BBC News tiếng Việt đã trao đổi với luật sư Lê Anh Tuấn về góc nhìn pháp lý của vụ việc. Hiếp dâm được quy định là tội đặc biệt nghiêm trọng theo Điều 27 luật hình sự, thì thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự là 20 năm từ khi xảy ra hành vi phạm tội. Nếu xác định được đó là hành vi phạm tội và người đó không bị truy nã. Sự việc này mang tính giáo dục và truyền thông nhiều hơn, còn khởi tố trách nhiệm hình sự thì khó như lên trời và gần như không thể làm được. Ngay cả khi có kết luận rằng những lời tố cáo đó là có thật và người bị tố cáo có hành vi phạm tội thì cũng không thể xử lý hình sự họ được mà chỉ bằng các biện pháp khác thôi vì luật là luật mà. Trả lời câu hỏi về bản tường trình với nhân chứng ký tên có đủ sức nặng hay không, luật sư Lê Anh Tuấn nói có những lời khai chỉ là căn cứ một chiều. Những căn cứ vật chất sẽ là cơ sở để cơ quan thẩm quyền xác định xem có hành vi xâm hại tình dục hay không. Nếu những căn cứ vật chất không có hoặc đã mất đi thì chỉ lời khai là không đủ để buộc tội người bị tố cáo. Cá nhân tôi chưa gặp một trường hợp nào tương tự. Đối với các vụ việc hiếp dâm, cưỡng dâm đã diễn ra lâu năm thì các nạn nhân cần chuẩn bị những chứng cứ vật chất. Việt Nam có quy định không thể lấy duy nhất lời khai của bị can hoặc là bị cáo. Việc tố cáo hiếp dâm có nhiều trường hợp khác nhau, bao gồm đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành. Trường hợp chưa hoàn thành thì khó chứng minh hơn vì nạn nhân không kịp quay clip chẳng hạn. Và đa số không có nhân chứng vì chỉ một số ít người quấy rối tình dục nơi công cộng. Còn đa số thì các hành vi cưỡng dâm, hiếp dâm diễn ra ở nơi chỉ có hai người. Trường hợp đã hoàn thành và để lại dấu vết ADN trên người như vết cào xước trên cơ thể, vết tinh dịch thì dễ xử lý hơn. Ở Việt Nam, vấn đề này còn rất nhạy cảm và nạn nhân rất sợ. E ngại việc tố cáo. Tôi nghĩ sự việc này chắc có uẩn khúc gì đó. Tôi ghi nhận và rất đánh giá cao sự dũng cảm của người tố cáo, cụ thể là nhà thơ Dạ Thảo Phương, nhưng thời điểm tố cáo và chứng cứ vật chất rất quan trọng. Mạng xã hội xôn xao. Mặc dù sau 24 tiếng chỉ một vài tờ báo chính thống đưa tin về tố cáo, nhưng vụ việc dường như đang gây chấn động trong nhiều người, nhất là giới nhà báo và văn nghệ sĩ ở Việt Nam. Bác sĩ Lê Phương, người nói rằng mình là bác sĩ, từng chữa trị tâm lý cho Dạ Thảo Phương viết. Tôi tin cô ấy vì không ai nói dối thầy thuốc của mình cả. Tôi đã điều trị trầm cảm cho cô ấy trong một thời gian.
và chứng kiến những dằn vặt đau khổ của cô ấy. Như một thầy thuốc, tôi giữ kín câu chuyện này cho đến ngày hôm nay, vì đó là bí mật bất khả tiết lộ của mọi bệnh nhân. Khi cô ấy quyết định đưa vụ việc ra ánh sáng, tôi sẵn sàng ra tòa làm chứng về những tổn thương tinh thần mà cô ấy đã chịu đựng như một bác sĩ. Ông Hoàng Nguyên Vũ viết nỗi sỉ nhục lớn nhất của làng văn nghệ. Một nữ nhà văn tố cáo kẻ cưỡng hiếp cô 23 năm trước tại trụ sở báo văn nghệ và muôn vàn kẻ còn đi tấn công nạn nhân. Trước nay tôi vẫn nghĩ, giới văn chương với không ít kẻ quen thói bẩn cợt với phụ nữ, với những kiểu đùa vô duyên và không ít sự bẩn bựa. Nhưng việc tấn công tình dục một nữ nhà văn ngay tại trụ sở làm việc của một tờ báo tập trung các tinh hoa văn học là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhà báo Đinh Thu Hiền bày tỏ, Dạ Thảo Phương đã phải trải qua quãng đời trầm cảm, phẫn uất với nhiều lần tự tử bất thành. Nhưng dù nói mọi việc ra muộn vẫn còn hơn không bao giờ. Mình đứng về phía Dạ Thảo Phương trong vụ việc này, mong Phương đón những tháng ngày bình an phía trước. Nhà báo Hà Quang Minh viết trên Facebook, Nếu 23 năm trước Dạ Thảo Phương lên tiếng, chắc chắn rồi kiểu gì chị cũng tìm được công lý. Tôi tin là vậy. Chị có bạn bè đứng bên cạnh mình. Không chỉ những người làm chứng như anh Lê Tâm, anh Thành Trương, mà còn có cả những bạn bè báo chí sẵn sàng cất lên tiếng nói đồng vọng, đòi công lý. Đủ tạo áp lực để không nén bạc nào đâm toạc được tờ giấy. Tiếc cho 23 năm chấp nhận tủi hờn của Dạ Thảo Phương, nhưng cũng phải cảm ơn chị đã cất lên tiếng nói muộn màng. Vì nó sẽ là một tham chiếu hành động cho rất nhiều nạn nhân nữ khác của ngày hôm nay, ngày mai. Nhà báo bình luận viên bóng đá Trương Anh Ngọc bày tỏ sự quan tâm. Mình đọc một số comment ở nhà, nhiều người lên tiếng ủng hộ Phương. Thấy có bạn nói rằng làm sao có thể đòi công lý được nữa, sau ngần ấy năm. Lại có bạn đặt ra câu hỏi về việc tại sao lâu thế mới lên tiếng. Và có cả những bình luận vô cảm và khả ố theo hướng đổ lỗi cho nạn nhân. Đọc câu chuyện đời Phương, thấy thương cho chị. Đọc comment nhiều người cũng thấy thương và giận họ khi thiếu đi một trái tim, một sự thấu cảm. Liệu họ có hiểu rằng chính vì còn những kẻ như họ, với một tư duy như vậy mà nhiều nạn nhân không dám lên tiếng tố cáo thủ phạm, chúng ta không thể im lặng. Chuyện của Phương không chỉ của riêng Phương, mà cũng là câu chuyện của rất nhiều người phụ nữ khác đã từng bị xâm hại. Nhà báo Đinh Đức Hoàng nêu quan điểm, làm ơn đi, nghĩ kỹ một chút và nhận ra rằng trong đầu mình, ngay cả khi bạn là nữ giới, vẫn còn định kiến giới, vẫn còn cái tư tưởng nhìn phụ nữ từ trên xuống và nghĩ cũng phải như nào thì thằng kia nó mới thế. Bạn có quyền khách quan và nói thẳng ra rằng lời tố cáo này với tôi không đáng tin. Nó chỉ là cáo buộc và ủng hộ nguyên tắc suy đoán vô tội cho anh kia. Nhưng khách quan không đồng nghĩa với bình phẩm, không đồng nghĩa với tấn công nạn nhân. Tuy nhiên cũng có những người tỏ ý thận trọng. Quyên Trần, một Facebooker có nhiều người theo dõi nói rằng chắc chắn án này mình cũng quan tâm và đứng về phe phụ nữ. Nhưng chỉ thắc mắc một điều tại sao một phụ nữ đã trưởng thành mà để cho một thằng cưỡng bức trong suốt nhiều năm được. Án này đã hơn 20 năm, thiết nghĩ phải điều tra rõ để không bên nào thiệt hại. Vì hiện ai cũng đã có gia đình đàng hoàng, không muốn ai bị oan. Đến cuối ngày 7 tháng 4, Báo Văn Nghệ và Hội Nhà văn Việt Nam chưa cung cấp thông tin hay quan điểm về tố cáo của bà Dạ Thảo Phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết Việt Nam choáng bất bình quanh vụ tố cáo Phó Tổng Biên tập Báo Văn Nghệ cưỡng hiếp do biên tập viên Thu Phương Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ. VinFast, hãng xe Việt Nam thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa tiết lộ đã gửi hồ sơ đăng ký cho Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ để chào bán lần đầu ra công chúng. Mới đây, VinFast công bố dự định đặt máy ở tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ. Hôm 29 tháng 3, đích thân Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có dòng Twitter cũng như thông cáo trên trang web Nhà Trắng cho hay đây là dự án 4 tỷ đô la tạo ra hơn 7.000 việc làm và hàng trăm ngàn xe điện và chạy pin tại Mỹ. Ông Biden nói dự án VinFast nối tiếp các thông báo vừa qua từ GM, Ford và GM trở lại đầu tư ở Hoa Kỳ và tạo việc làm. Nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Mỹ. Thông cáo ngắn của VinFast ngày 7 tháng 4 nói, hôm nay, công ty VinFast Trading and Investment Pte.Ltd, một công ty con được thành lập tại Singapore của tập đoàn Vingroup, công ty cổ phần, công bố đã nộp dự thảo hồ sơ niêm yết sơ bộ theo mẫu F1 lên Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ, liên quan đến việc đề cập chào bán cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Quy mô đợt phát hành
và đánh giá bán cổ phiếu vẫn chưa được xác định. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến sẽ diễn ra sau khi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ hoàn tất quá trình xem xét và tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Thông cáo báo chí này được thực hiện theo quy tắc 135 của Đạo luật Chứng khoán năm 1933 của Hoa Kỳ, tức là Đạo luật Chứng khoán, đã được sửa đổi của Mỹ và không được coi là lời đề nghị bán, chào mua bất cứ chứng khoán nào. Mọi lời chào mời, đề nghị mua hoặc là bất kỳ giao dịch bán chứng khoán nào sẽ được thực hiện theo các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán. Ngày 3 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú giàu nhất Việt Nam, đã ký nghị quyết của Hội đồng Quản trị Vingroup. Theo đó, nhằm chuẩn bị cho việc IPO tại Hoa Kỳ, Vingroup sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty VinFast cho công ty VinFast Trading and Investment Singapore. Cụ thể, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và kinh doanh VinFast trụ sở tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam cho công ty VinFast Trading and Investment PTE.LTD, một công ty con của tập đoàn Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Sau khi hoàn thành quá trình tái cấu trúc, tập đoàn Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast Việt Nam trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Theo đó, gián tiếp sở hữu 99,9% VinFast Việt Nam. Công việc kinh doanh của Vingroup. Tính đến ngày 19 tháng 11 năm 2021, VinFast có vốn điều lệ xấp xỉ 50.500 tỷ đồng. Với 4 thành viên góp vốn là Vingroup 51,52%, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam 48,38%, ông Phạm Nhật Vượng 0,05% và ông Phạm Nhật Quân Anh 0,05%. Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam cũng là cổ đông lớn nhất, đang nắm giữ 33% cổ phần của Vingroup. Báo cáo của Vingroup tháng 5 năm 2021 cho biết trong năm 2020, VinFast đã bán ra 31,5 ngàn ô tô và 45,4 ngàn xe máy điện, đứng đầu về doanh số xe trong tất cả các phân khúc đang hiện diện. Cũng theo báo cáo của Vingroup năm 2021, thì trong năm 2020, doanh thu thuần đạt 110.490 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019. Lợi nhuận gộp cả năm 2020 đạt 17.313 tỷ đồng, giảm 54% so với năm 2019, do hầu hết các lĩnh vực hoạt động đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 13.943 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.546 tỷ đồng. Giảm lần lượt là 11% và 41% so với năm 2019. Theo báo cáo này, do Chủ tịch Phạm Nhật Vượng ký, nhìn lại năm 2020, tài sản ngắn hạn giảm 31.379 tỷ đồng, tương đương với 16% so với 31 tháng 12 năm 2019, ảnh hưởng chủ yếu bởi biến động ở chi tiêu hàng tồn kho do trong năm bàn giao nhiều tại 3 dự án Vinhome và ghi nhận doanh thu bàn giao xe VinFast tốt. Tài sản dài hạn ghi nhận mức tăng 24% so với năm 2019, đạt 256.490 tỷ đồng tại ngày 31 tháng 12 năm 2020. Trong đó, tài sản cố định tăng 17.371 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 16% do trong năm khai trương công viên chủ đề VinWonder Phú Quốc giai đoạn 1, khai trương trường đại học VinUni và 4 cơ sở VinSchool, đồng thời tăng tài sản bổ sung cho nhà máy VinFast VinSmart. Chi phí xây dựng cơ bản sở giang tăng 19.864 tỷ đồng trong năm 2020, chủ yếu là do mua mới một số dự án bất động sản trong năm và tăng từ các dự án đang triển khai như VinWonder Phú Quốc, cải tạo hạ tầng Vinpearl Nha Trang, đầu tư dự án xe buýt điện VinFast và máy móc thiết bị, nhà xưởng, phục vụ sản xuất các mẫu xe mới. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam. Mới đây, danh sách tỷ phú thế giới năm 2022 do tạp chí Forbes thu thập và công bố cho biết Việt Nam hiện có 7 tỷ phú, thêm một người so với năm trước. Tỷ phú Nova Group Bùi Thành Nhân lần đầu tiên được Forbes tính là tỷ phú với tài sản khoảng 2,9 tỷ đô la. Ông Phạm Nhật Vượng vẫn là tỷ phú giàu nhất Việt Nam với 6,2 tỷ đô la theo Forbes. Thứ hai là tỷ phú thép Trần Đình Long, sở hữu 3,2 tỷ đô la, tăng 1 tỷ đô so với năm ngoái. Tổng giám đốc Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 3 với tài sản 3,1 tỷ đô la. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh đứng thứ 5 với 2,3 tỷ đô la. Tiếp theo là Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang với 1,9 tỷ đô la. Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và gia đình xếp thứ 7 với 1,6 tỷ đô la. Một xếp hạng khác, Bloomberg Billionaire Index, tính 500 người giàu nhất thế giới. Hiện xếp ông Phạm Nhật Vượng là người Việt duy nhất trong danh sách. Theo Bloomberg tính, ông Vượng đang có 7,2 tỷ đô la, xếp thứ 347 trên thế giới.
Còn theo tính toán của Forbes, ông Phạm Nhật Vượng có 6,2 tỷ đô la, đứng thứ 411 trên thế giới năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài viết VinFast nộp dự thảo hồ sơ niêm yết tại Hoa Kỳ do biên tập viên Thu Phương, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày. Quý vị và các bạn nhớ ấn like, share và subscribe kênh của chúng tôi để đón nhận những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.